góp nhiều tiền kế đó làm gì, đầu tư đất đi, đầu tư vào đất đi, mua ngay phân lô hay còn nguyên cao nguyên nông thôn hay thành đô, đã nên kinh doanh đầu tư đơn, chốt giá học rồi lấy đất nền đẹp, không công ung dung ta thành thơi, đi chơi đâu xa hay nghỉ ngơi, cứ thế để đó cũng có lời, chốt ngay đi vài lô, chốt ngay đi chục lô. Nhiều tiền kế đó làm gì, đầu tư đất đi, đầu tư vào đất đi, mua ngay phân lô hay còn nguyên cao nguyên nông thôn hay thành đô, đã nên kinh doanh đầu tư đơn, chốt giá học rồi lấy đất nền đẹp, thăm sông ung dung ta thành khơi, đi chơi đâu xa hay nghỉ ngơi, cứ thế để đó cũng có lời, chốt ngay đi vài lô, chốt ngay đi chục lô, có bao nhiêu đưa đây anh sẽ chốt lấy hết, chốt ngay đi chục tăng, chốt luôn tăng chiều đô.